đã năm học mới rồi anh em ạ, và rất nhiều anh em mùi laptop bây giờ. Nhưng mà có rất nhiều option, chẳng như là MSI GF66, GF63 hay là MSI Prestige. Nhưng mà trong những tuần gần đây thì Hacom chúng mình bán cực kỳ là nhiều mẫu laptop này luôn. Đó chính là chiếc laptop MSI Modern 14. Vậy cùng tìm hiểu tại sao chiếc laptop này lại hot như chim như thế nhá. Ok, đây là chiếc MSI Modern 14, anh em nhìn thấy đấy, nhìn phát là hiểu ngay. Đó chính là cái ngoại hình và cái vóc dáng của nó. Với tầm giá của nó thì mình cảm thấy rằng đây là một chiếc laptop gọi là hàng top về chất lượng build và kể cả ngoại hình nữa. Đơn giản tại vì là nó có một ngoại hình cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc laptop này thì công nhận là đúng là nó sống đúng với cái tên của nó luôn, là tên Modern. Thì thiết kế nó cũng rất là nhẹ nhàng, vô cùng là dịu dàng, với cả logo MSI đã được cách điệu hóa ở đây. Và một màu gọi là tuyền phải không? Có thể là màu xám hoặc là cái màu kiểu xanh xám này mình cũng không rõ là màu gì. Thế thì trên chiếc laptop này đây là một cái design nó cũng khá là mỏng nhẹ và cũng vô cùng là cứng cáp. Và cứng cáp không phải là cứng cáp đùa đâu anh em nhá, bởi vì đơn giản chiếc laptop này toàn phần là kim loại luôn, sờ rất là chắc chắn, rất là cứng cáp. Về kể cả màn hình này, bàn phím này, về vân vân đều cảm thấy khiến cho anh em đây là một chiếc laptop cao cấp hơn trong tầm giá của nó, và kể cả là cao hơn tầm giá của nó đi. Thì vì đơn giản chiếc laptop này có một mức giá rất là rẻ. Nhưng tất nhiên rồi, một chiếc laptop làm sao mà chúng ta có thể thu hút được nếu nó không tiện lợi đúng không ạ? Thì chiếc Modern 14 này cực kỳ là tiện lợi luôn. Đầu tiên, nó nhẹ, nó chỉ có 1,3 cân cho với phiên bản 14 inch này thôi. Thứ hai, nó mỏng, nó rất là dễ dàng đút vào trong bất kỳ chiếc laptop nào mà anh em mong muốn. Thứ ba, nó đầy đủ tất cả các cổng luôn. Bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cổng HDMI và một cổng, đó chính là cổng micro SD card. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có, đó chính là một cổng USB Type-C và hai cổng USB Type-A nữa. Đây đều là 3.2x2, đảm bảo một tốc độ cao cấp, tức là 10 Gbps đấy anh em ạ, khá là cao cấp. Và tất nhiên rồi, việc quy tụ đầy đủ tất cả các yếu tố đấy khiến cho MSI Modern 14 trở thành một chiếc laptop cực kỳ là gọi là được đón mua bởi tất cả các tuổi luôn, kể cả là những học sinh này, những sinh viên này và những ai đi làm văn phòng nữa. Và cái thứ ba mà mình cảm thấy là tất cả mọi người đều thấy khá là hài lòng với chiếc laptop này ấy, tại vì mình đã recommend chiếc laptop này cho khá là nhiều các bạn trẻ và những bạn bè của mình rồi, thì họ đều cảm thấy cái trải nghiệm sử dụng của nó rất là ok. Thì trên chiếc laptop này đây đang được cài sẵn, đó chính là Windows 11, và mình cảm thấy rằng trải nghiệm của nó rất là ok. Mọi lỗi lầm của nó đã đều được gọi là hàn lắm rồi, tất cả những cái lỗi về Windows 11 thì đã đều khá là ok rồi, mặc dù trên này là chip Ryzen. Ngoài ra nữa này, chúng ta có thể mở nó được bằng một tay anh em ạ. Khá là hấp dẫn và vô cùng là dễ dàng đấy. Nó sẽ còn nâng cao lên chút để cho cái hệ thống tản nhiệt của nó có thể hút lên mát mẻ dễ dàng hơn. Bởi vì khi dùng chiếc laptop này nhá, gần như mình rất ít khi cảm thấy nó nóng. Và cái việc mà để tay lên này thực sự rất là thoải mái luôn. Màn hình đây chúng ta sẽ có là một màn hình 14 inch Full HD. Tất nhiên đây chỉ là tấm nền của AU Optronics, là tấm nền AHVA. Nó chỉ là tấm nền VA thôi, nhưng vẫn đủ độ sáng và vẫn đủ màu sắc cho mình sử dụng mỗi ngày, và gọi là xem phim, làm việc, các thứ kiểu đánh văn bản các thứ rất là ok và ổn áp luôn. 14 inch với Full HD thì cũng là rất ổn áp. Ở phía bên trên chúng ta sẽ còn có, đó chính là webcam. Đây là webcam 720p với nói chung là 30fps, trông cháy thôi. Để nếu mà ví dụ như là anh em có cần họp Zoom này, hay là gọi là họp online, gọi điện online, thì chiếc laptop này có webcam cho anh em sử dụng. Bên dưới chúng ta sẽ có một điểm gọi là rất là VIP Pro của chiếc laptop này luôn, đó chính là chiếc bàn phím. Thì nếu mà anh em tưởng tượng ấy, một chiếc bàn phím của một chiếc laptop 10 triệu sẽ thường là một chiếc bàn phím kiểu nó tèo, nó dởm lắm. Nhưng không nhá, trên chiếc Modern 14 này, bàn phím nó là bàn phím 84 này, tức là sẽ không có number pad, đầy đủ các phím khác, vẫn có các phím gọi là mũi tên, các thứ kiểu đầy đủ luôn. Nhưng ở đây bấm rất nhanh, rất nhạy, rất sướng. Mình cảm thấy như là mình có thể lên max speed chỉ trong vòng 2 phút bấm nhầm bàn phím thôi. Tức là mình cảm thấy rất là quen thuộc với chiếc bàn phím này, bởi vì là nó đã không sử dụng những cái tactic rất là dở, như là nó gòi hẹp cái bàn phím nào khiến cho khoảng cách giữa các phím nó bị bé đi ý. Ở đây khoảng cách đầy đủ, ổn áp, ok, và khiến cho cái trải nghiệm bấm trên này cũng rất là tuyệt vời. Và tất nhiên rồi, nó còn có thể cả thêm được cả đèn nền nữa, khiến cho anh em nào làm buổi đêm cũng rất là thoải mái. Nằm bên dưới thì là chiếc touchpad, cũng có một kích cỡ không quá là lớn, nhưng mà nó là vừa đủ cho một chiếc laptop 14 inch, khiến cho nó sử dụng thoải mái và có thể trải nghiệm luôn này. Bấm trái, bấm phải đều rất là ok, khá là cứng cáp đấy anh em ạ. Và điểm cuối cùng của chiếc laptop này là sao? Bùm, anh em thấy đấy, một chiếc laptop này, đây là một chiếc laptop Ryzen 5 5500U với 8GB RAM, ổ cứng 512GB NVMe SSD. Thì mức giá bao nhiêu? Anh em có thể đoán ra là thiết kế full kim loại, màn hình Full HD 14 inch, nhẹ nhàng, êm dịu, thì anh em đoán giá bao nhiêu? 15, 16 à? Không anh em nhá, chiếc laptop này với cấu hình như này chỉ có là 13.199.000 tại Hacom chúng mình thôi. Và nếu mà anh em giảm giá xuống, tức là giảm mức cấu hình xuống còn i3 ấy, thì nó chỉ có trên 11 triệu thôi, 11.599.000. Một mức giá cực kỳ là hấp dẫn và cực kỳ là khủng cho một chiếc laptop như này.
Thực sự nhá, mình trong tầm giá này nhá, mình chưa thấy một chiếc laptop nào có thể đánh bại được cái trải nghiệm sử dụng của chiếc laptop Modern 14 này. Và mình cảm thấy rằng đây là một trong những chiếc laptop top 1 và lý do hàng đầu tại sao rất là nhiều các anh em trên thế giới này chọn chiếc laptop Modern 14 này là một chiếc laptop gọi là daily của anh em, sử dụng hàng ngày của anh em. Rồi, giá ngon như thế, chất lượng như thế, nhưng anh em cần phải có một số lưu ý nhá. Thì MSI ấy, tạo ra dòng Modern này là một chiếc laptop all day, tức là sử dụng gọi là hàng ngày, all day every day ấy. Thế thì cái chiếc laptop này sẽ là mục đích cho văn phòng, cho văn bản, giải trí lung tung, sử dụng cơ bản, đúng không? Thế nên là anh em cần phải lưu ý một chút khi mà làm việc nặng trên chiếc laptop này. Tất nhiên nhá, chiếc laptop nào cũng làm việc nặng được, chiếc laptop này cũng làm việc nặng được, tại vì là chiếc laptop với Ryzen 5 5500U trên này ấy, thì có thể chơi lên tới, sử dụng lên tới là cái số điểm Cinebench R23 ấy, gần bằng với cả i7 7700K là cũng ok đúng không? Nhưng mà anh em phải lưu ý, vì nó là một chiếc laptop văn phòng, thế nên là anh em mà dùng cho những tác vụ nặng ấy thì sẽ không đạt được cái hiệu năng mà anh em mong muốn đâu. Và đặc biệt là chơi game nhá, chơi game trên chiếc laptop này thì đang có đó chính là card onboard Radeon Vega, à không, đây chỉ là AMD Vega 8 thôi. Thì cái Vega 8 này giúp anh em có thể chơi được những tựa game kiểu Liên Minh Huyền Thoại, CSGO ở mức setting thấp này, mức FPS tạm tạm này, bình thường này, trên 60 thứ kiểu thôi. Còn nếu mà để game AAA nhá, no hope anh em ạ. Và thời lượng pin em này thì cũng gọi là ở mức vừa phải thôi nhá, vừa phải. Mình đánh văn bản khoảng tầm 4 tiếng đồng hồ thì mất là khoảng tầm 50% pin. Đấy, tầm 50% pin. Thì tức là anh em sử dụng chiếc laptop này khoảng tầm 8 tiếng. Nói chung là con số 8 tiếng trên chiếc laptop này cũng tạm được. Tại vì là tính ra trên chiếc laptop này nhá, có mỗi một cục pin 39Wh thôi. Một cục pin thế là khá là bé. Mà chiếc CPU Ryzen này đã gọi là sử dụng một lượng điện rất là ít, khi mà nó kiểu đánh văn bản chỉ tốn khoảng tầm 2-3 watt điện này thôi. Còn MacBook của nó ấy là tầm 20W, thì cũng là tạm ổn đấy. Nhưng mà anh em không cần phải lo lắng lắm, tại vì là khi mà đem chiếc sạc của chiếc laptop đi thì nó cũng khá là nhẹ nhàng, chiếc sạc của nó là sạc 65W. Giá mà MSI họ biến cái cổng USB Type-C này thành cổng có thể sạc được Power Delivery, tức là cái cổng này có thể hỗ trợ PD Power Delivery ấy. Thì best luôn là best, khiến cho laptop này càng có giá trị thêm và khiến cho mình càng gọi là recommend cho nhiều người hơn. Rồi, nói chung chiếc Modern 14 này là một chiếc laptop cực kỳ là tốt trong tầm giá của nó. Tất nhiên, nó có những điểm mạnh với mức giá thành cực kỳ là tốt và nó sẽ có những điểm yếu của nó. Thế nên anh em phải biết rằng nó mạnh ở đâu, nó khỏe ở đâu mà từ đấy có thể tận dụng được chiếc laptop này đến 100% anh em nhé. Chiếc laptop này thì được đặt bán tại bất kỳ gọi là các chi nhánh của Hacom nào anh em muốn, hoặc là anh có thể mua ở trên online để xem là đang chi nhánh nào còn hàng để có thể lựa chọn sản phẩm nhé. Còn cuối cùng thì nếu mà anh em cảm thấy cái video này đem cho anh em nhiều thông tin hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Còn cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại một video khác nhé.